Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường nông thôn Việt Nam được đánh giá là một mảnh đất màu mỡ với rất nhiều tiềm năng, dư địa có thể khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần nhận định và nắm bắt xu hướng mới nếu muốn chiếm lĩnh được thị trường đang có sự cạnh tranh gay gắt này. Chiếm gần 2/3 dân số cả nước nên thị trường nông thôn rất rộng lớn đối với doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng. Đã có nhiều nhà sản xuất, nhiều thương hiệu nhờ biết cách khai thác thị trường nông thôn nên đã có sự phát triển tốt, dù áp lực cạnh tranh với hàng ngoại là rất lớn. Thị trường bán lẻ Việt Nam, nhất là các vùng nông thôn, được đánh giá là phát triển khá mạnh. 6 tháng năm 2022, mặc dù còn chịu ảnh hưởng của thị trường thế giới, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng thương mại nội địa vẫn giữ vững được đà tăng trưởng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 2.717.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương nhận định thị trường bán lẻ ở vùng nông thôn đã được quan tâm phát triển, mở rộng với đa dạng loại hình. Hệ thống thương mại, cửa hàng bán lẻ đã phát triển tới các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở hầu khắp các tỉnh thành. Môi trường kinh doanh tại thị trường bán lẻ ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia trao đổi, mua bán có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển thị trường nông thôn, nhiều doanh nghiệp đã đặt mục tiêu chinh phục thị trường. Ngay từ khi thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Vico Hải Phòng, một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa, đã xem việc phát triển thị trường nội địa là cách xây dựng và khẳng định thương hiệu nhanh nhất. Không chỉ chú trọng thị trường các thành phố lớn, doanh nghiệp này còn đặc biệt coi trọng thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, Vico có 120 nhà phân phối trên 63 tỉnh thành. Và đã là chính sách phân bổ thì chúng tôi giá của các nhà phân phối cũng như giá tiêu dùng trên toàn quốc là thống nhất một giá. Và để làm được điều này thì không cách nào khác là lấy gần bù xa, tức là lấy chi phí thị trường gần bù chi phí thị trường xa. Thì chúng tôi vẫn đảm bảo là hàng tại Hải Phòng hay là hàng ở Phú Quốc cũng như là ở Mộc Đăng Quan là đều cùng chung một giá và cùng chung một cơ chế bán hàng. Thị trường nông thôn rộng lớn nhưng hệ thống bán lẻ hiện đại chưa vươn tới bởi sức tiêu thụ chưa như kỳ vọng nên khó thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện nay, kênh thương mại truyền thống gồm 1,1 triệu cửa hàng tạp hóa trải rộng khắp nước. Do vậy, việc đưa sản phẩm đến từng cửa hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng từ lâu được cho là bài toán đặt ra đối với nhà sản xuất. Vì ngay cả các nhà sản xuất lớn với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và nguồn lực dồi dào cũng chỉ có thể phục vụ trực tiếp gần 35% cửa hàng. Các sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nông thôn vẫn chủ yếu là những mặt hàng nhu yếu phẩm tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, kể từ khi triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sức mua tại thị trường nông thôn đối với hàng Việt đã tăng lên nhiều. Người dân đã tin tưởng và lựa chọn hàng Việt ngày càng nhiều. So với các năm về trước thì hàng Việt Nam thì dần dần đang bán chạy hơn so với các năm về trước. Mình thấy chất lượng của hàng Việt Nam cũng đang tốt dần lên. Nên sự cũng hàng hóa cũng đa dạng lên nên người Việt mình cũng đang ưu thế chuyển sang sử dụng hàng Việt Nam nhiều hơn là các hàng ngoại nhập khác. Các năm gần đây thì Vico có ra nhiều cái sản phẩm mới. Mình thấy dần dần thì người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn và đánh giá chất lượng rất là tốt. Theo tôi ấy, là một người bán hàng ấy, thì để mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thứ nhất là mình phải đánh mạnh về chất lượng của sản phẩm làm sao mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Khi mà mình đã tin tưởng hàng Việt Nam rồi thì vào thị trường cũng rất là dễ. Tôi thấy cái cuộc vận động mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ấy, là tôi thấy một cái cuộc vận động này nó rất là ý nghĩa sâu xa luôn ấy. Tại vì khi mà mình dùng hàng Việt Nam thì mình sẽ góp một phần, không phải là một phần nhỏ nhỏ, nhiều người sẽ góp thành một phần lớn để cho đất nước mình phát triển hơn. Nếu như trước đây hàng nội thất ngoại nhập luôn chiếm ưu thế, thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên sân nhà. Người tiêu dùng dần tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm nội ngoại thất có xuất xứ trong nước. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp nội địa nay đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tương ứng, thậm chí trội hơn hàng ngoại. Mẫu mã đa dạng, giá cả cạnh tranh để người tiêu dùng lựa chọn. Để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm của mình tại thị trường nông thôn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quy Phúc, doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mỗi chủng loại sản phẩm không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn đa dạng về kiểu dáng mẫu mã, tính năng tiện lợi,
đáp ứng những tiêu chí khắt khe của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã chuẩn hóa hệ thống phân phối, mở thêm điểm bán mới tại khu vực nông thôn nhằm kết nối gần hơn với người tiêu dùng. Công ty Quy Phúc là công ty hàng đầu về sản xuất những sản phẩm inox và nhựa, phân phối trên khắp các tỉnh thành trên cả nước và trên 20 quốc gia. Thì với thị trường nông thôn là một thị trường rất tiềm năng. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì khách hàng nông thôn là khách hàng rất trung thành. Tuy nhiên, để làm được việc đó phải khẳng định được thương hiệu, tạo được lòng tin với khách hàng bằng giá cả, chất lượng và dịch vụ bán hàng. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, những năm gần đây, nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã được các cơ quan chức năng địa phương trong cả nước tổ chức thực hiện. Nhờ đó, người dân ở các vùng nông thôn giờ đây đã khá quen thuộc với chương trình này. Các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Việt được bày bán bắt mắt, thông tin sản phẩm đầy đủ, phong phú, đa dạng, giá cả hợp lý. Sức mua và sức ảnh hưởng của người tiêu dùng Việt Nam mình đây là về đồ nhựa và đồ inox trong nước mình thì họ đánh giá rất là tốt. Mình cũng rất mong làm sao là người Việt Nam mình dùng hàng Việt Nam mình, tất cả các loại đồ về đồ nhựa gia dụng. Hàng Việt Nam mình là tới đây là phải phát triển nhiều hơn về cái mẫu mã. Theo tôi thì trong vài năm gần đây thì là cái hàng gia dụng Việt Nam nói chung là rất có chạy tốt trên thị trường. Nhưng một số các mặt hàng nhựa trong nước để biết đến thương hiệu của các cái doanh nghiệp thì là các doanh nghiệp nên thúc đẩy về thương hiệu để cho các để hạn nhân đến từng kiểu các cái đại lý, phát triển mạnh các đại lý để làm sao các đại lý biết đến thương hiệu hơn và qua đấy có các chính sách về khuyến mại hoặc là các chính sách về sản phẩm cạnh tranh với cả các hãng khác để làm sao mà thúc đẩy được phát triển tốt nhất. Cùng với quá trình hội nhập của đất nước, đời sống kinh tế ở nông thôn đã dần được nâng cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Theo dự báo của Bộ Công Thương trong năm 2022, hệ thống bán lẻ truyền thống vẫn giữ mức tăng trưởng mạnh và xu hướng các nhà bán lẻ hiện đại sẽ hướng về nông thôn, một thị trường tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức. Đặc biệt, thời gian tới khi thị trường ở khu vực đô thị đang dần dần trở nên bão hòa, thì thị trường bán lẻ hiện đại sẽ chuyển dịch về vùng nông thôn, nơi đang là mảnh đất đầy tiềm năng để các doanh nghiệp phát triển kênh phân phối của mình.